Vườn ao chuồng, mô hình trang trại hữu cơ tỉnh Thái Bình, diện tích 58 ha tại xã Thái Hồng, Thái Thụy. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trời đang có rất là lạnh ạ. Tôi đặc biệt là khâm phục các anh ấy. Hy vọng rằng với những kinh nghiệm lâu năm thì một lát nữa thôi chúng ta sẽ có những mẻ cá đây. Một con cá rất to thưa quý vị. Lưới được kéo lên, cháu thấy rất là có nhiều loại cá. Mình nuôi hoàn toàn là cái cá truyền thống, xôi mè chấm chép. Một con cá chấm đen rất đẹp đấy. Mình nuôi từ cái nguyên liệu nông nghiệp, mình tận dụng thôi, không có kích thích. Một con cá trôi như này ta phải nuôi tầm 2 năm. 2 năm cơ. Đây là 2 năm tuổi. Những con cá ở đây nó rất là khỏe, cái cách phòng bệnh cho cá ở đây như nào? Với cái khả năng vốn có của nó, cộng với cái nguồn nước mình sử dụng bằng các cái chế phẩm sinh học, cho nên là con cá rất khỏe. Nếu nói chấm cỏ thì không có cỏ thì rất khó khăn lớn. Thì đấy chính là cái tên mà tại sao nó có tên là chấm cỏ. Chính xác là như thế. Thế ngoài cái cỏ tự nhiên này ra thì mình còn trồng thêm cái giống cỏ VA06. Còn ở đây thì cái nền là nền hữu cơ, cho nên là mình không thể bón bất kỳ cái loại phân hóa học nào được. Cháu thấy cái khu vực này của chú rất là rộng. Cá ở đây nuôi có điều gì được đặc biệt hơn không ạ? Nó có một cái khoảng không rất tốt để các cái nguồn gió tạo ra những cái con sóng tự nhiên. Ở chính vì vậy không bao giờ cá thiếu oxy. Khi sóng tự nhiên thì con khỏe như cá ở ngoài biển khơi đấy ạ. Nó cũng tương tự như là cá hoang dã đấy. Thưa quý vị, với một diện tích trên 40 ha thì ở đây nuôi rất nhiều loại cá, và ngoài loại cá ăn cỏ thì còn có những loại cá ăn những loại thức ăn khác. Và ở đây thì họ đã xây dựng một khu vực chế biến thức ăn. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo tôi. Cái ngô này thì phục vụ cho chăn nuôi rất là tốt đấy cô nhỉ? Cho cá rồi gà rồi lợn. Tất cả các con vật nuôi trong cái trang trại của mình nuôi theo hướng hữu cơ là phải dùng đến nó. Đây là ngô không biến đổi gen. Có vẻ như là có mùi thơm. Trong này là mình đã làm hoàn thành một thức ăn đấy. Men vi sinh này, ngô, cái cám mạch. Mỗi một loại thì mình sẽ cho theo cái tỷ lệ thế nào? Tỷ lệ khác nhau. Tuổi đời của nó khác nhau, mình cũng phải cân đối cái dinh dưỡng để cho nó đúng theo cái tuổi đời của nó. À, như vậy là mình tận dụng những cái bờ ao rất là rộng như thế này để mình làm đất nuôi gà luôn. Gà nhìn thế này nó rất khỏe. Mà gà cũng có ăn cỏ đấy chứ. Gà ăn cỏ, đấy, nhưng cái khu vực này là cỏ. Ngoài ra nó còn có chăn nuôi lợn hữu cơ. À, thì chú dẫn cháu sang đấy để cháu xem ạ. Cái con lợn ở đây nó rất là nhiều màu sắc, trông nó rất là khỏe, thon thả. Những con lợn này có hỗ trợ gì cho việc nuôi cá không chú? Một là mình thu gom cái phân để mình làm phần sản xuất phân sinh học. Hai là mình rửa chuồng để mình đưa ra hỗ trợ con cá. Con lợn nuôi hữu cơ này thì chất thải của nó thải ra môi trường thì cũng đồng nghĩa cái việc nó đưa cả một cái lượng vi sinh vật hữu hiệu tác động với môi trường nước là rất tốt. Như vậy là con gà hỗ trợ cho việc nuôi cây cỏ, và cuối cùng thì cây cỏ lại nuôi lợn và làm thức ăn cho cá. Cuối cùng thì vẫn là một vòng tuần hoàn đúng không chú? Rất là hay đấy ạ. Những gì pháp luật quy định cho cái quy trình chăn nuôi hữu cơ mình phải tuân thủ, thượng tôn cái quyền lợi của người tiêu dùng. Mình phải tạo ra các sản phẩm có chất lượng thật sự để người tiêu dùng bỏ tiền ra và cũng được hưởng những cái dịch vụ cũng đúng giá trị. Sản lượng cá 200 tấn, lợn 200 tấn và gà 10 tấn trên một năm. Thị trường tiêu thụ: Thái Bình, Hà Nội.